Hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu nhằm hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của đại dịch COVID-19 và mồ côi do các nguyên nhân khác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức triển khai chương trình và nhận giúp đỡ 3 trẻ mồ côi trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Để thực hiện chương trình này, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tham mưu đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ Tình nghĩa Công an tỉnh, đồng thời kêu gọi vận động toàn thể cán bộ hội viên của Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc Công an tỉnh quyên góp ủng hộ. Chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai là một chương trình hết sức nhân văn và ý nghĩa. Và có những cái hoạt động hỗ trợ như vậy thì cũng sẽ góp phần chia sẻ, rồi động viên tinh thần và tạo thêm nhiều những cái cơ hội cho các cháu vốn dĩ rất là thiệt thòi, sẽ có thêm nhiều điều kiện để vươn lên trong cuộc sống. Với tinh thần ủng hộ sôi nổi, rộng khắp và qua rà soát, lựa chọn gia đình có đối tượng phù hợp với chương trình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận giúp đỡ 3 trẻ em, trong đó có 2 con của thiếu tá Nguyễn Văn Diệu, Công an huyện Đắc Hà, bị tai nạn mất trong tháng 3 năm 2022. Điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn. Trong tôi thì bị tai nạn không may quá đời sớm, mà để lại con thì 2 đứa con, một đứa 16 tuổi, một đứa chưa được 1 tuổi. Hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Cái chương trình Mẹ đỡ đầu đã đồng hành và giúp đỡ hỗ trợ mẹ con tôi về vật chất cũng như tinh thần để các cháu có động lực vươn lên trong cuộc sống. Em còn lại được Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận giúp đỡ là con nuôi của một gia đình ở xã Đắc Uy, huyện Đắc Hà. Năm 2021, cha nuôi bị bệnh nặng qua đời, mẹ nuôi đi vào Bình Dương làm công nhân. Hiện tại em đang ở với mẹ của cha nuôi, năm nay trên 70 tuổi nên không có điều kiện chăm sóc chu đáo và được học tập. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đến trao số tiền giúp đỡ năm 2022 là 10 triệu đồng và một phần quà trị giá 500.000 đồng cho mỗi em. Chương trình sẽ hỗ trợ các em trong 5 năm với mức 10 triệu đồng trên em mỗi năm. Cũng rất mong muốn được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành về để nhân rộng thêm. Tại vì ở trong xã Đắc Uy hiện nay cũng còn mấy cháu đang gặp khó khăn. Nên là rất mong là được sự quan tâm nhiều hơn về công tác để mà làm sao mà bảo vệ được trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ làm sao cho các em được đến trường, lớp, học hành không có mặc cảm với những em khác. Thì nhận thức rằng đây, cái chương trình này không quan trọng là số tiền nhiều hay ít, mà quan trọng là đã tạo ra cơ hội cho các cháu kém may mắn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và xã hội, cho các cháu mồ côi có thêm nghị lực vươn lên, yên tâm học hành, phát triển toàn diện trong môi trường sống an toàn, lành mạnh của gia đình và cộng đồng, để các cháu trở thành những người có ích cho xã hội. Việc triển khai chương trình kịp thời góp phần giúp đỡ, hỗ trợ các em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, đề cao giá trị tốt đẹp của người Việt Nam, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chung sức cùng cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thắm đậm nghĩa tình đồng chí, đồng đội trong lực lượng công an tỉnh nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung.